Lê Thánh Tông và mối tình với Ngọc Nữ. Nguyễn Thị Đào là cô con gái này xinh xắn lại có khiếu gảy đàn nhưng tiếc là bị câm bẩm sinh. Sau khi mẹ mất, cô Đào lưu lạc vào một đội nữ nhạc. Một lần đội nhạc được gọi vào cung biểu diễn cho vua, tự dưng cô lại hát và đọc thơ được. Cả đội nhạc đều ngạc nhiên, người quản giáp của đội nhạc mới thay lời, tâu vua mọ nhẽ về hoàn cảnh của Đào và không quên tâng bốc rằng nhờ sự anh minh của hoàng thượng đã giúp cô lấy lại được tiếng nói. Bấy giờ Thái hậu Ngọc Giao cũng rất ấn tượng và kể lại giấc mơ gặp Ngọc Nữ có khuôn mặt giống Đào. Nhân duyên kỳ ngộ, nhà vua liền cho cô Đào vào cung rồi sau phong làm cung phi và rất sủng ái. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!